Hello, xin chào các bạn đến với kênh Bên Network Currency của Phan Tuyền. Hôm nay mình sẽ cập nhật tin tức liên quan đến vấn đề Binance. Như vậy là đến ngày hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2024, như vậy Pico Team đã chính thức fix được cái lỗi, đó là lỗi number 1 này. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra, sẽ khấu sẽ tự về. Nguyên nhân của cái này sẽ là cho là do bản cập nhật 0.4.11 gây ra đối với các máy cài nốt mới, và đối với những các nốt bị full nô đĩa và chúng ta buộc phải bấm remove blockchain. Khi mà chúng ta bấm vào remove blockchain thì khối này sẽ nó không về và lỗi là number 1. Mình thông báo với anh em hiện nay là Pico Team đã chính thức fix được cái lỗi number 1 anh em. Sau đây mình sẽ kiểm tra một số thông tin mà máy mình đã cài trong thời gian gần đây nhất. Đây là một máy nốt i7 và mình đã cài cho khách của mình là ngày 10 tháng 5, tức là cách đây khoảng 3 ngày. Như vậy khối hôm nay đã về chính thức về đều rồi, nó về đều trong đêm nay nghe mọi người. Đây. Và đây là cái nốt thứ hai. Cái nốt thứ hai này là mình đã cài ngày 10 tháng 8 năm 2023, và PC này đã bị lỗi. Do đó là mình đã bị lỗi là full nổ đĩa. SSD của C này có 97 GB và nó full, và sau đó mình sẽ remove ra. Và bây giờ là khấu nó đã về rồi này. Mình đã remove ra cách đây 3 ngày. Và bây giờ khấu đã về rồi. Đồng thời mình hướng dẫn các bạn lưu fix cái lỗi hai ô này. Hai ô là fix rất là dễ. Chúng ta chỉ cần thoát ra. Rồi, chúng ta thoát luôn API ngay chỗ này này. Ngay chỗ cái biểu tượng icon của bên chỗ này, chúng ta thoát ra. Sau đó chúng ta vào, chúng ta mở lại thôi. Chúng ta không cần restart lại cũng được nhưng mà nó sẽ lâu, chúng ta sẽ cần làm đơn giản thôi. Chỉ cần 2 phút là xong. Rồi, bây giờ sau khi làm xong cái bước như mình hướng dẫn thì bây giờ cái hai cái ô này đã mất rồi. Chúng ta không được thêm bất cứ một cái ID hay là một đường dẫn nào cả. Đây là lỗi nên lỗi không quan trọng. Pico Team cũng đã nói trong cái phần chat của họ rồi. Như vậy là cái nốt này đã ok này. Tiếp theo một cái nốt nữa, đó chính là cái nốt này. Nốt này mình đã cài nó cho bạn này ngày 9 tháng 5 năm 2024, và bây giờ là khấu đã về này. Trước đây nó sẽ lỗi này là lỗi không number one, và Pico Team đã fix được cái lỗi này rồi. Như vậy qua video này mình sẽ thông báo với anh em trong cộng đồng Binance Việt Nam cũng như cái nhóm group của mình là cái lỗi này Pico Team đã fix được rồi nha anh em. Đây, cái lỗi này là do cái bản 0.4.1 này gây ra, và anh em sẽ coi lại cái tài khoản B của mình cũng như là coi lại cái business của mình. Nếu mà anh em nào bị lỗi nữa thì sẽ thì bên mình sẽ hướng dẫn fix lỗi này. Thì bây giờ hiện tại Pico Team đã fix rồi, chúng ta không được fix cái lỗi này vì đây là lỗi do hệ thống máy chủ gây ra. Trong cái video trước mình cũng có làm video hướng dẫn cho anh em này, mình đã hỏi mod và mod đã trả lời rất kỹ cái phần này, và chúng ta không can thiệp vào cả vì đây là lỗi của hệ thống. Nếu như là chúng ta can thiệp vào sửa code hay một số vấn đề nào đó trong cái code của phần mềm Binance thì chúng ta vô tình đã tác động vào hệ thống code của nó. Điều này rất là nguy hiểm cho cái nó của chúng ta. Đây là lỗi của hệ thống gây ra thì Pico Team sẽ tự động fix cái lỗi này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn cho một đăng ký kênh, một like để ủng hộ nhé. Xin cảm ơn.